em nói với mẹ em cả, nhưng mà cả ba cả mẹ luôn. Thật là em sẽ không nói ra, mặc dù là em rất là thương ba mẹ và người ba của mẹ em, thì đi làm xa thì cũng rất là nhớ. Thì em muốn cảm ơn gia đình là lúc nào cũng luôn bên cạnh em, mặc dù là em gặp khó khăn hay là bất cứ làm sai chuyện gì thì họ cũng không bao giờ nặng lời với em, mà cứ cái ba luôn ủng hộ em, thương ba mẹ lắm. Hy vọng là ba mẹ luôn khỏe mạnh. Chị nghĩ là chị gửi rất là chúc đến ba mẹ. Hiện tại thì ba mẹ của chị cũng đã ngoài 50 rồi, thì chị mong muốn là ba mẹ thật là nhiều sức khỏe để có thể là sống với con cháu. Mong lại giữ gìn sức khỏe.